Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên đề răng khỏe ăn ngon của nha khoa quốc tế DC. Như những số vừa qua thì chúng ta đã tìm hiểu về chi phí cấy ghép implant, và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái quy trình cấy ghép implant hiện tại đang có tại nha khoa quốc tế DC. Như chúng ta cũng đã biết, cấy ghép implant là một trong những cái phương pháp phục hồi răng đã mất nhằm đảm bảo được chức năng ăn nhai cho những vị khách hàng bị mất răng. Không những vậy thì nó còn đảm bảo về tính thẩm mỹ cho bệnh nhân. Và đồng hành cùng với Ken ngày hôm nay đó là bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, sẽ giải đáp tất tần tật về những cái quy trình cấy ghép implant đang có tại hệ thống nha khoa quốc tế DC. Xin chào bác ạ. Trước khi chia sẻ một vài cái quy trình cấy ghép implant tại nha khoa quốc tế DC thì bác có thể giới thiệu sơ lược về dịch vụ cấy ghép implant là gì được không ạ? Cấy ghép implant là phẫu thuật cấy một hoặc nhiều trụ bằng kim loại vào trong xương hàm để từ đó làm phục hình nhằm thay thế các răng đã mất. Và bác ơi, lý do nào mà chúng ta cần nên tìm hiểu về dịch vụ cấy ghép implant trước khi chúng ta thực hiện tiểu phẫu bác hả? Việc tìm hiểu quy trình cấy ghép implant nhằm giúp cho quý khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về phương pháp, từ đó có sự chuẩn bị tốt về thời gian, về tâm lý cũng như chế độ nghỉ ngơi sau khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép implant. Dạ, kính thưa bác sĩ, quy trình thực hiện có một vai trò rất là đặc biệt để mà quyết định có một cái kết quả cấy ghép implant thành công hay không. Thì bác có thể chia sẻ là những cái vấn đề nào mà tiên quyết trong cái việc cấy ghép implant để đảm bảo cho chúng ta có một cái ca cấy ghép implant an toàn ạ? Cấy ghép implant đòi hỏi phải có thiết bị, dụng cụ, máy móc chuyên dụng, đạt chuẩn. Tiếp theo đó là phải có trình độ của bác sĩ, chuyên môn cao, tay nghề cao. Và cuối cùng là quy trình vô trùng phải nghiêm ngặt. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu rõ, để có một ca cấy ghép implant thành công và an toàn thì vấn đề đầu tiên đó là trang thiết bị máy móc hiện đại. Vấn đề thứ hai đó là kinh nghiệm lâu năm của bác sĩ. Và vấn đề thứ ba đó là vấn đề vô trùng. Vậy bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm trong cái quy trình cấy ghép implant thì bước nào là quan trọng nhất? Bước quan trọng nhất trong quy trình cấy ghép implant đó là phác thảo kế hoạch điều trị. Quý khách hàng cần được khám, chụp hình, chụp phim để khảo sát về tình trạng xương và răng, từ đó bác sĩ đưa ra kế hoạch điều trị cũng như là thời gian và chi phí phù hợp với quý khách hàng. Cảm ơn những chia sẻ cực kỳ hữu ích đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang. Như vậy thì một cái quy trình cấy ghép implant cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo có một ca cấy ghép implant có thành công và hiệu quả hay không. Thấu hiểu được điều này, nha khoa quốc tế DC đã được trang bị tất cả các máy móc hiện đại bậc nhất hiện nay. Nếu như tất cả các bạn đang có nhu cầu về dịch vụ cấy ghép implant, xin mời các bạn hãy đến với hệ thống nha khoa quốc tế DC tại Bình Dương, Đà Lạt, Nha Trang, Biên Hòa và Cần Thơ để được thăm khám bởi các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ đến số hotline 1900 9009. Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ ngay đến tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các buổi tọa đàm lần sau.